sáng tạo cùng Rayola. Đẹp, độc, lạ, đó chính là những điểm nổi bật của chương trình này. Hãy thay đổi căn phòng của mình thật cá tính theo cách riêng của bạn. Vậy thì bây giờ hãy cùng với Bảo Nghi sáng tạo bức tranh thật ấn tượng để treo lên tường như thế này nha. Bắt đầu thôi. Chuẩn bị vật liệu nào? Bìa cứng, màu sáp Rayola, hà vải, kéo, súng bắn keo và máy sấy tóc. Bước 1, dùng súng bắn keo dán cố định bút sáp trên khung tranh thành một hàng ngang. Các bạn có thể sắp xếp bút sáp Crayola theo màu tùy ý hoặc theo màu từ đậm đến nhạt đều được. Bước 2, bật máy sấy và hơ cho đến khi bút sáp tan chảy. Nếu cái vệt màu có dính vào tay hay cả xương quần áo, các bạn đừng có lo. Với bút sáp Crayola, chúng ta có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước. Bước 3, nhìn xem bút sáp chảy ra như những cành cây với nhiều tông màu khác nhau, thật sinh động. Bây giờ chúng ta chỉ cần dán những bông hoa rực rỡ này vào khung tranh nữa thôi. Các bạn ơi, làm họa sĩ không hề khó phải không nào? Sẽ rất là ý nghĩa nếu như chúng ta đem bức tranh này tặng cho người thân hoặc là bạn bè. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn làm cho căn phòng của mình thêm ấn tượng thì các bạn có thể sáng tạo ra những bức tranh mang những họa tiết khác nhau. Hãy tham gia chương trình Sáng tạo cùng Rayola để tìm ra chủ nhân của giải thưởng sáng tạo nhất. Và hãy thực hiện sản phẩm trên, chụp hình và gửi về fanpage Rayola Việt Nam. Ban tổ chức sẽ chọn ra 5 sản phẩm ấn tượng nhất và dành ra 5 phần quà cực kỳ hấp dẫn từ thương hiệu Rayola. Chương trình Sáng tạo cùng Rayola được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh CTV và kênh YouTube của My Kingdom. Các bạn hãy cố lên nha.